Xin chào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi khám phá một địa điểm rất là tuyệt vời. Đó là thủy cung. Mình đi vô thủy cung để xem, gọi là thủy cung mà không biết có loài cá gì ta. Không biết có cá mập không. Mình không biết nữa, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vô thủy cung để khám phá cái thủy cung của suối Tiên này nhá. Xem mà thủy cung này thì nó có cái gì. Để bây giờ đi thăm bên này xem nào. Lối vào đây, mình sẽ đi qua cửa soát vé. Đây là Long Hoa Hội. Long Hoa Hội mà nắng lắm, toàn là bê tông cốt thép là nóng lắm, chết nóng. Đây, lối vào thủy cung là vé thủy cung này là người lớn 25, còn em bé thì 15 hay sao ạ? Đây, con gửi chú. Dạ, con cảm ơn. Đây, mình sẽ đi vào thủy cung. Đây là lối vào thủy cung. Đây là cái gì đây ta? Con cá gì đây ta? Cá Ali, xuất xứ Thái Lan. Trời ơi, nó bự lắm bạn, con này làm lẩu ăn chắc đã luôn. Nó bự lắm bạn. Chắc là chục ký quá. À, nó bự lắm. Đấy, cá Ali xuất xứ từ Thái Lan. Cá sấu hoa tiễn Capiranha xuất xứ Nam Mỹ. À, thế này đấy, cái mặt của mày này. Để coi nào. Ra đây. Ôi trời ơi. Đấy, cá sấu hoa tiễn với cá Ali. Ôi trời ơi, con này nó có râu như con cá trê của mình ấy bạn. Đây. Mình thấy nó bự lắm, không biết là, hình như là chắc mình đoán chắc cái kính này nó cũng dạng như giống như kiểu một cái thấu kính này, nó phóng to lên cho khách tham quan nó đã hơn hay sao. Đi con bên này xem cá gì chưa. Này à, cá coi. Con cá coi này ở Sài Gòn có mà đầy. Này, cá coi đây này. Đó. Bạn đi chùa rồi thì bạn đi quán cà phê cá coi nó cũng đầy. Mình không quay cái đấy nữa, mình kiếm cái nào. Cá hoàng hậu, cá chim thù lù, cá khoang cổ, cá ngọc bích, cá hoàng đế, cá thia xanh. Nói chung là nhiều loại cá lắm. Đây. Một chung một đại dương thu nhỏ đây. Này. Nó nằm ở trong đấy. Nói chung cũng khá là nhiều cá, nhưng cái kiếng này nó hơi mờ bạn ơi. Dí sát vào thì được. Mấy con cá vừa xong. Cá sấu hỏa tiễn. Ồ. Đây này bạn, con nhọn nhọn, mồm nhọn nhọn này gọi là cá sấu hỏa tiễn. Đó, cá sấu hỏa tiễn. Đây. À, cá mập này bạn ơi. Đây. Cá mập mắt chê, cá mập vi trắng, đồi mồi biển. Hey, ra đây. What the fuck, mày chơi đi. Này, nó đây này bạn. Ôi trời ơi, nhưng mà con này nhỏ quá. Đồi mồi, con kia gọi con đồi mồi. Đó. Xong bên này sao nào. Rồi, đây. Nó đây này, nó bơi đây này. Đấy. Đấy, hai con. Ngày xưa mình đi Phú Quốc ấy, người ta còn lặn vào bên trong xong rồi người ta cho cá mập ăn ấy. Hay lắm. Mình đứng ở ngoài xong rồi xem như này này. Thủy cung ở ngoài Phú Quốc, còn thủy cung ở bé. Mình đi ở trên đầu nó còn nhìn được được cá nữa cơ. Ở đây thì gọi là nhỏ nhỏ cho có thôi. Đây. Đấy. Cá này là cá mặt quỷ, cá nàng đào Phú Quốc, cá bá tước, cá bắp nẻ. Cá này chắc cá nàng đào đấy bạn. Theo mình nó là như thế. Hay là cá mặt quỷ. Con kia nhìn hài quá. Cá mập vi đen. Đây. Bên này có con cá gì nữa không? Cá mao, cá mỏ sao, rồi cá bò bon sừng. Đây. Đây, chắc con này kia con mặt quỷ kia bạn. Đó.
đồi mồi biển, rùa biển. Ôi trời ơi, yêu chưa cả. Ôi trời ơi, yêu miếng đi. Này, trời ơi, nhìn nó đã lắm bạn. Nhìn gì cái mặt sáp là nhìn yêu lắm. Ra đây. Nè, đây nè. Nhìn đây này. Cái gì đây? Đấy. Ôi trời ơi, nó cũng khá là đẹp với bạn. Cá mập, nhưng mà con này nhỏ quá. Mấy con cá mập này hơi bé. Ui đây này, đây. Ôi trời ơi. Hải tượng đây này. Con này xuất xứ Nam Mỹ nên nó bự lắm, trời ơi. Này, con hải tượng ấy bạn. Chắc nó phải vài chục ký luôn đấy. Trời ơi, cái mặt của nó này. May quá, quay được sát luôn, cận cảnh luôn. Ôi trời ơi. Nó đây. Đấy. Trời ơi, nhìn này. Đấy. To lắm. Cá hải tượng. Con này gọi là con hải tượng. Xuất xứ từ Nam Mỹ nha bạn. Loại này xuất xứ từ Nam Mỹ. Đấy. Đây, mình sẽ đi này. Đấy, bạn nhìn này. Từ xa này, to lắm này. Nó phải dài hơn mét ấy. Con này chắc nó phải rơi vào 5-70 ký, có khi cả tạ luôn đấy, nó bự chà bá luôn. À, bên này là con gì đây? Cá trình bao. Rồi, cá to này. Cá mập mà không thấy con cá trình nào này. Có khi nào xứ tiên nhậu cá trình nhỉ? Không thấy con cá trình nào ở đây hết á. Ừ, con hải tượng này nó bự. Rồi chắc là hết rồi. Đến đây, hết rồi. Rồi. Đấy. Hải tượng có mấy con, 4 con bự. Hết rồi bạn. Thôi, như vậy là mình đã đi tham quan hết khu vực thủy cung của suối Tiên nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cùng với mình. Thật là tuyệt vời phải không? Nói chung là một ngày trải nghiệm ăn uống vui chơi ở suối Tiên này thì cũng khá là ok. Đặc biệt nếu như có các em nhỏ đi, các bạn nhỏ đi, cho các bạn nhỏ khám phá, ví dụ như về cá sấu, về các loài cá biển, rồi thì là các loài động vật như gấu hay các thứ ấy, rồi thì là tham quan chụp hình, rồi phù thủy các kiểu đấy thì cũng khá là ok nha các bạn. Thì bây giờ mình có một cái điều mà mình không thích ở cái suối Tiên này thôi, là đó là mật độ xây dựng khá là lớn và đi đâu cũng chỉ có gọi là bê tông hóa hết rồi. Nó không còn được cái nhiều điều, cái sự tự nhiên nữa. Nên là nếu các bạn có đi ở đây thì vui chơi trong ngày thì cũng ok thôi. Thì mình xin tạm dừng cái video về suối Tiên ở đây nhá. Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình trong những cái video tiếp theo. Các bạn có ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cùng mình theo dõi những cái video mới nhất ở trên kênh nha. Mình sẽ cố gắng ra được thật là nhiều video. Đây là khu vực sân khấu nhạc nước. Nhưng mà giờ này thì buổi chiều không biểu diễn. Mình sẽ cố gắng ra thật là nhiều video, đi được thật là nhiều địa điểm để quay được nhiều video cho các bạn coi nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì bye bye.